luôn. Lên mic đi. Thì có được ai mà ban tổ chức trận đấu sẽ công bố đội tuyển trong trận đấu và chúc mừng cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, số 10 câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội đã đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được kính mời cầu thủ Nguyễn Văn Quyết nhanh chóng di chuyển về khu vực trao giải để ban tổ chức tiến hành lễ trao giải. Và cũng xin được kính mời ông Nguyễn Sĩ Nguyên, đại diện nhà tài trợ chính nhãn hiệu nước Hà Nội giải quân World Cup 2017 sẽ trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho cầu thủ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội. Tiếp tục đi, con đang về.